các bạn, đây là cái nhà hàng mà nó đãi VIP lunch cho những người khách VIP guest, tổ chức rất là hay. Gia đình mình ngồi ở đây nè các bạn, ngồi ở trên cao nè, ngồi ở ngoài này gió nó mát, ngồi dòng đó gần cả lò nóng quá. Gãy ghế là đền đó nha. Are you like it, Jack? What am I saying? My hand is shaking. We're going to make question about Cuban things. Đây là customer service manager đang serve cho khách này các bạn. This is the customer service. This is the serve for us.
Primera pregunta. First question. You want soup? It's number one. Yeah. Dígame el nombre. El nombre de tres cócteles one. Tell me the name of three. Wow, cái này là nhiều quá hả?